Rồi bây giờ đó thì anh hỏi tới đâu em trả lời tới đó để cho tuần tự nó dễ hiểu em ha. Dạ. Ừ. Trước tiên là anh muốn biết tên em ạ. Dạ em tên là Huỳnh Thị Hạnh ạ. À, Hạnh. Hiện tại bây giờ thì Hạnh ở đâu? Em ở Gạch Giá, Kiên Giang. À, rồi anh nghe em nói sơ về cái câu chuyện mà có một cái chị ở bên Trung Quốc mà trước đây là có quen biết em mà muốn tìm về cái nguồn gốc của chị vì chị bị bắt làm sao đó em ha. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ em biết gì về cái việc của chị em kể cho anh nghe. Dạ thì chị ấy chị ở lúc đó chị ở kế bên em. Chị năm nay là 43 tuổi rồi. Chị cũng như chị nhờ mọi người tìm gì đó mà tìm không gặp á anh. Chị cũng kêu em tìm giùm mà em không có biết cách nào tìm hết á, tại vì ở bên Trung Quốc cái thứ nhất là Facebook nè, YouTube nè, Zalo khó sử dụng lắm. Dạ. Và chị cũng kể là lúc 9 tuổi chị đi học với một người bạn đi học từ từ nhà đến trường anh, cái có cái chị có cái bà lão bà ngồi bắt khóc khóc quá chừng luôn, cái chị mới hỏi cô ơi sao cô khóc, cái bà lão nói cô có đồ bưng lên xe không được, nhờ cháu bưng khiêng lên tiếp để trên xe để cô để lên giùm cô cho tiền. Thì để chị này với một bạn học là 9 tuổi luôn mới khiêng lên xe tiếp, thì khiêng lên xe thì cái cửa xe vừa mở là đẩy hai đứa nhỏ lên luôn, Trời ơi. nhiều lắm quá trời luôn ốc. Cái câu chuyện này đã chính mình nghe mà kể lại vẫn còn ốc nổi. Vậy là coi như đó là nó có một cái thủ đoạn nó tính trước em ha. Dạ nhiều lắm mà anh ơi, quá chừng luôn, người Việt Nam mình không tìm được quê hương nhiều lắm, Vậy à. rất là nhiều người Việt Nam không tìm được quê hương. Vậy rồi ok, rồi tạm thời là biết được cái hành vi là người ta làm như vậy, rồi sau đó thì đương nhiên là nó đưa đúng đúng anh đưa bên kia ha. Bây giờ anh muốn hỏi về cái tung tích người đó trước đi ha. Là Dạ. chị đó tên gì em? Chị tên Ngân, chị biết À. viết tên nghe được là tên Ngân. Có biết họ gì không? Chị Ngân, chị Ngân sinh năm 1980, chắc là 80 đó, bởi vì 43 tuổi thì chắc 80 á. Rồi em có nghe chị kể lại rằng là chị nhớ được những gì em kể cho anh nghe. Dạ là chị nhớ ba chị là tên Tằng hay là tên Chằng gì đó, chị nói Tằng Chằng, rồi mẹ là Hoa hay là Hòa, rồi Hoa một học người hoa học hòa đúng rồi, một người chị gái tên là Anh, mình không biết cái gì Anh, Kim Anh hay là Văn Anh cái gì không biết mà chỉ biết là Anh. ha. Em trai thì tên Tuyên hay là Tuyến. Rồi em có biết là cái lúc mà chị bị người ta ấy đó, người ta đưa đi đó là lúc đó là bao nhiêu tuổi không? 9 tuổi đang học lớp 3. Ồ, 9 tuổi mà không không nhớ rõ lắm ba mẹ mình tên gì á Tại vì á nguyên cái xóm nó toàn cũng như là chị bây giờ chị không biết nói luôn mà anh. Chỉ à. biết vậy. Chỉ biết là Hải Phòng, Hải Phòng. À, nói ở Hải Phòng ha. Quê chỉ là Hải Phòng, Hải Phòng biết chị thôi. Rồi cái tên thì chính chị nói ra luôn, chị nhớ tên chị, tên anh, ba mẹ là tính chính chị nói ra. Vậy chị nói quê của chị có người ta sống về cái nghề thuốc không mà, thuốc hút á. Nghề có thuốc lá. Thuốc Lào. thuốc thuốc hút thuốc lào, vậy thì rất có thể là ở Vĩnh Bảo em. Bởi vì Dạ. Vĩnh Bảo đó là thuốc lào nổi tiếng luôn á. À, đúng rồi, em cũng có hỏi nhiều người, người ta nói Tiên Lãng hay là Vĩnh Bảo. Mà Rồi theo có chị rồi em nói đi em. quê chỉ là ở thị trấn nhưng không phải ở nông thôn, có chợ rồi nhà của cậu là lúc đó là 2 tầng lầu rồi, rồi nhà chị có bán tiệm tạp hóa nữa. Rồi
Rồi có gì thêm nữa thì nghe chị kể gì thêm thì em nhớ gì em kể ha. Nhà chị nói là nhà chị lúc đó có con sông rộng lắm, muốn đi qua trường học là phải đi qua cây cầu đó, đi qua cây cầu đó rồi phải đi qua cái chợ rồi mới vô hẻm mới tới trường học, mà trường học chị không nhớ tên luôn. Chỉ biết là chị với cái người bạn đó tới giờ vẫn chưa về Việt Nam, vẫn sống ở bển, Mà hai người đó vẫn 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 sống chung à? vẫn sống riêng nhưng mà còn liên lạc. À vẫn liên lạc. À vậy là có nghĩa là chắc là người ta đưa về một cái khu đó. Cái khu đó mấy trăm người Việt Nam nè, con gái không mà bắt về làm con chứ không có phải làm gái làm gì hết, bắt về người ta bán đi con á. Đứa nào mà trốn chạy nha, cái này là sự thật 100% nha anh. Em sống ở Trung Quốc một con em nó bắt về một khu rồi xong cũng như mua về làm con thôi chứ không có gì trơn. Người ta vẫn thương, người ta vẫn thương như là con, vẫn cho ăn cho hoàng. Có những người được đi học, có những người không có cho đi học tại vì sợ trốn. Rồi người ta một đứa mà trốn đi với anh là nó quánh, nó bắt nó ngõ nó quánh quánh tơi tả trắng nước, rồi kêu mấy trăm đứa mấy chục đứa gì cái trăm đứa gì lại coi coi nó, mày thấy không, đây là trốn nè, mày mà mày trốn, tụi mày mà trốn là hậu quả nó cũng giống như vậy nè. Chị không, ký ức của chị ít lắm tại vì chỉ bây giờ chỉ nói tiếng chỉ như người Hoa luôn, người Trung luôn rồi, giấy tờ hợp pháp hợp lệ hết luôn. Ôi, quá chừng luôn. Em qua cái khu của em thí dụ như một cái huyện thôi nha, toàn người Việt Nam đâu có chục người gì đó, còn là bị bắt qua không đó. Rồi có những người anh biết hả, có những người người ta bị vợ chồng cãi nhau cái dẫn con đi, cái người ta kêu qua Trung Quốc đi làm bán con nơi mẹ nơi làm vợ người ta. Em sống bển được lâu không? Dạ em ở Phúc Kiến, em sống được 11 năm, con em Nhưng mà trường hợp của em á thì là chắc em chủ động đi này kia chắc không sao ha, không ai làm khó gì ha. nói chung là cũng ổn, nói chung là cũng ổn. Mình nói điều người ta không có tin tưởng mình như Việt Nam mình đâu, ta sợ, người ta sợ tiền bạc thế này thế nọ. Em về được lâu chưa? Dạ em về có tầm nửa năm mà. À Dạ, không có ý định rồi đi lại. à, không có ý định đi lại. Khiếp lắm mà. Không đâu bằng quê hương mình hết trơn em ha. Dạ. Nên có ai không có từng đi nước ngoài cũng đừng có đi, đừng nghe lời người ta đồn thổi. Tại vì có những người người ta về Việt Nam cái người ta sẽ nổ. Và khi người ta làm mai được một người đi qua bên kia thì người ta sẽ ăn được cả 100-200 triệu. Là những thủ đoạn, những lời nói người ta nói để cho cái người này ham, cái người này đi, nhưng mà thật sự đi qua bển rồi mới hiểu được. Theo anh nghĩ thì cũng tùy theo từng khu, từng nơi, từng chỗ, nhưng mà thật sự thì đối với mà lấy chồng ở Trung Quốc này kia thì thật sự mà nói là nó ở bên đó cái khu vực nông thôn cũng rất là nhiều, người ta đưa mình về khu vực nông thôn rất là nhiều. Và hình như là cũng có thời điểm mà gọi là giống kiểu đàn ông ở bên đó cũng rất là thiếu vợ đó, thiếu phụ nữ, nên vì lẽ đó mà người ta thấy lấy vợ Việt Nam nó cũng cũng bỏ ra, người ta bỏ ra một số tiền nào đó người ta cũng cảm thấy dễ dàng để lấy được một cô vợ. Cho nên đó thì cái điều này đó thì đương nhiên là anh cũng 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 không khuyến khích là để mà gọi là lấy thêm trên phương diện là mai mối hoặc này kia để mà lấy chồng ở Trung Quốc thì anh cũng không có hoan nghênh cái chuyện đó, anh hoàn toàn không hoan nghênh. Thấy sướng thì ít mà khổ thì nhiều. À, tại vì người Trung Quốc đó, người ta không có cho đẻ nhiều đâu anh, cho đẻ ít. Cái thí dụ như co thí dụ như mình mà có bầu nghe, chính phủ mà bắt phát hiện bụng bầu mình 7-8 tháng vẫn bắt mình đi phá. Người nào mà chịu đẻ là phải chung vô núi, vô non vô núi mà cái đạ mình cắt chọi cái tum sao đẻ xong, còn người ta đẻ xong thì không sao mà miễn trong bụng mình đem đi phá. Và nó cỡ mười mấy năm về trước là nó mình đẻ đứa thứ hai nó tiệt sản trên giường luôn, không hỏi ý kiến mình luôn đó.
Công viên chức nhà nước chỉ được đẻ một thôi nghe anh, dù Ừ. trai hay gái. Còn dân chúng thì được đẻ hai, nhưng mà nếu đẻ con trai đầu lòng thì đẻ con gái thứ hai không được. Ừ. Công dân mình nha, công dân mình là chỉ được đẻ một thằng con trai thôi nha. Ừ. Nếu mà đẻ đầu lòng thì nó cho đẻ thằng trai nữa, mà đẻ con trai đầu lòng nó không cho đẻ con gái nữa. Em đẻ được thằng trai xong cái em muốn con trai nhập hộ khẩu rồi, cái em muốn về Việt Nam mà ẵm nhỏ con gái nữa là em phải đi đường núi. Em ẵm nhỏ con gái đi đường núi, thằng trai đi đường chứ. Tại vì nếu mà cho nhỏ con gái này mà nhập hộ khẩu thì phải phạt tiền. Rồi tầm 7 năm đổ lại nay là nó cho đẻ được hai rồi, bắt đầu mới nhập hộ khẩu nhỏ con gái vô. Có nghĩa bây giờ nó Không. dễ hơn ha, dễ hơn thì mới nhập vô được, chứ Dạ còn đúng trước rồi. trước đây không dám nhập. Phạt mấy trăm triệu á. Ủa rồi em năm nay là bao nhiêu tuổi mà em sinh con sớm vậy, mà nhìn mặt em trẻ quá vậy? Em 33. Ba ba mà vậy là em cũng hai đứa con rồi, mà vậy là em chắc lấy chồng sớm quá 22 tuổi. hả? Đấy là cũng 10 năm trước, 11 năm trước. Nói chung là mình cũng nghe lời người ta đồn thổi đó anh. Nói chung là bạn của em, trời, có con đứa kia nó qua chung lượt với em mà năm vừa rồi nó mới về Việt Nam đó. Về qua nữa ở Vũng Tàu. 10 năm, 11 năm mới được về nhà một lần, anh nghĩ tới khi mẹ người ta chết được bao nhiêu cái đám giỗ nó mới về đây. Nhiều lắm. Coi như đó là một cái ác mộng của cuộc đời mình em ha. Nhiều lắm anh ơi, thí dụ như anh ở Việt Nam mà bị chồng tát bạc tay anh còn có chỗ để đi về, chứ ở bển mà chồng tát anh bạc tay rồi anh đi đâu? Không có thân nhân phải chịu. Anh không ra đầu cầu anh nhảy xuống dưới là hên lắm rồi đó, thật sự luôn. Thật sự là anh nghe em kể qua câu chuyện này thì cũng hy vọng là sau này để cho các cô gái đừng có nghe những cái người mà người ta nói làm mai làm mối, tôi quen biết này kia ở bên đó thì này nọ, đừng nghe những cái lời mà dụ ngọt đó. Và bây giờ thì đỡ, bây giờ thì đỡ được cái là có công nghệ đó em, rồi liên lạc được với gia đình hoặc này kia rồi còn đỡ. Nhưng mà không đâu bằng quê mình đâu anh ơi. Chứ còn trước đây thật sự mà nói là chim kêu dựng hú biết nhà má đâu, Đúng rồi. thấy thương em Nhưng mà ha. em cũng ra ngoài chợ rồi, em cũng ra ngoài chợ rồi. Nhà cửa cũng ổn định lắm mà, nói chung khỏe lắm. Nên em chọn cách là đi về. Ok, nói chung em đi về là coi như cái em đang còn cái cuộc đời nửa cuộc đời một đời, em còn thấy nửa cuộc đời còn lại của em, còn biết quê hương, còn biết cha mẹ, còn biết gọi là sau này còn có cái tương lai. Chứ còn nói thật sự mà nói là ở bên đó có sướng cỡ nào, sướng cũng là cô thân độc mã bên tuổi thân đúng không em? Đúng rồi, em còn bỏ con ở bển nên cũng buồn lắm. Nhưng mà có liên lạc được với Nhà nó không? Liên lạc được với nó lắm anh ơi, có liên lạc với cô giáo rồi không không? à. Ổng ám ảnh cả một đời người, cứ khóc hoài. Thôi chuyện đó thôi được rồi, xin xin chúc mừng, phải nói rằng là chúc mừng em đã gọi là có cuộc sống mới bây giờ. Thương con thì biết là thương con rồi đó, nhưng mà có một cái là bây giờ cái hoàn cảnh như vậy phải chấp nhận thôi, chứ còn nếu mà em cứ đu vô đó coi như là thiệt thòi cho cái cá nhân của bản thân em. Thì dù sao nó cũng có cha nó bệnh không sao đâu. Còn cái chuyện tìm người đó em, thì ngoài ra cái chị mà chị gì chị Ngân hả, ngoài chị Ngân đó ra thì cái người bạn của chị Ngân tên gì em có biết không? Không, em không có hỏi anh. Em không hỏi hay không, không hỏi. Rồi hồi nãy anh hỏi em đó thì là nghe nói ở bển là không xài Xài không được, chỉ không có xài được. Zalo. Hết. Mà có Khó xài lắm. với có xài với chat. Dạ đúng rồi, WeChat người Trung Quốc cũng xài hết. Rồi vậy khi nào mà em có liên lạc với chị thì em hỏi thêm về cái tung tích của cái người thứ hai đó tên gì, rồi để Dạ. anh sẵn anh cập nhật lên. Ngoài cái câu chuyện của chị Ngân ra thì hy vọng là biết đâu thì cái người nhà của bên cái người đó cũng sẽ biết được. Nhưng mà anh nghĩ đó là đã kiếm được chị Ngân á thì nó sẽ ra cả chùm cả hai hai đứa, bởi vì là thời điểm đó hai đứa nó đi cũng bị một lần mà. Dạ đúng rồi, ngay một một lớp, một trường luôn, và một xóm luôn. Xóm luôn. Tội nghiệp quá ha. Dễ rồi chắc
Hôm giờ đó thì anh cũng thấy có nhiều người đó còn là có muốn kiếm người cái dạng giống kiểu là em vừa trình bày, nhưng mà anh nghĩ là ở bên Trung Quốc sợ người ta cũng không có coi YouTube này kia nhiều nên là cái sự lan tỏa anh nghĩ là nó sẽ ít. Thì may mắn được cái là em về đây thì em coi thì em mới báo vậy thôi, chứ ở bển muốn gọi cho anh, muốn báo cho anh thì chắc là cũng không coi YouTube nhiều ha. À đúng rồi, em cũng đâu biết kênh của anh đâu. Em cũng kể với mẹ em đó. Cái mẹ em kêu tìm đến kênh của anh, em vô em cũng không gành nó. Bữa đó em lướt, em ít chơi Facebook, Facebook em cũng không gành chơi nữa. Mà em vô tình em xem được rồi em kết bạn thử được hay không. Thì hổm giờ đó em, hổm giờ là người ở Việt Nam á, đa phần là các ở ở những cái tỉnh ở ngoài Bắc á thì có thường gọi cho anh và cũng nghi ngờ là chị rồi nghi ngờ là em bị này kia vậy qua bên Trung Quốc giống kiểu em vừa trình bày á. Tuy rằng anh nói lên đây thì nó ở trong cái tiêu chuẩn cộng đồng á, dùng cái từ nhạy cảm đó nhiều là nó không cho. Nhưng mà đại khái là bị giống cái tình trạng của em này, là ở khu vực ở ngoài đó gọi cho anh rất nhiều, muốn kiếm rất là nhiều. Nhưng mà anh cũng giải thích rằng là do bên Trung Quốc đó là người ta coi cái chương trình của anh không không được. Ở Đài Loan thì có nha, ở Đài Loan thì coi được. Ở Đài Loan thì có coi YouTube của anh bởi vì là có mấy trường hợp ở Đài Loan có liên hệ. Nhưng mà ở bên Trung Quốc thì đặc biệt là nó không có. Vì vậy cho nên là anh nói nếu trường hợp mà bị cái tình trạng mà ở bên Trung Quốc đưa qua Trung Quốc kìa đó, thì ở về cái việc mà anh có cập nhật ở đây bên kia cũng không có xem được. Mà may ra ở bên kia báo thôi. May ra bên kia mà có kiếm cách mà báo cho anh được thì anh cập nhật để người nhà ở đây người ta biết thôi. Anh ơi, theo em đã tìm gặp giùm một chị ở Phú Thọ. Phú Thọ đã tìm gặp một người, tìm gặp hai người, một người ở Phú Thọ với người ở đâu em cũng quên, mà ta đều người ta 16 tuổi rồi, 6 tuổi mình nhớ đi dỗ dai đó, là có tình trạng dỗ dai thôi mà tỉnh vậy là ở bên Trung Quốc rồi đó. Cái đó nó dùng thuốc, anh nghĩ là dùng thuốc ấy đó, Dạ nghe mà mùi cái cái là xỉu. chị Ngân này chỉ người chỉ nhỏ nhỏ con nha, có nhỏ nhỏ con, nhỏ con chắc tầm 50 kg hay bốn mấy ký cùng lùn. Chị cuộc sống chị rất là ổn, bây giờ cuộc sống của chị rất là ổn. Có hai người con trai sống như một người Trung Quốc luôn, ổn hơn tụi em. Tụi em thì chỉ mặt hình thức thì chỉ được biết cha biết mẹ thôi, chứ với tụi em không bằng chị, tại vì chị có hết tụi em đâu có giấy tờ đâu. Qua 10 năm trời, 11 năm trời đâu có giấy tờ gì đâu anh. Chỉ có cuốn hộ chiếu. Ở hết gia hạn, ở đâu đi gia hạn tiếp. Mà gia hạn một lần là tốn đâu 5-6 triệu bạc. Một năm đi gia hạn một lần, hoặc là 2 năm mới đi gia hạn một lần. Không có một cái gì gọi là quyền công nhân hết. Không cho mình đi làm. Em về được là cũng hay, em may mắn lắm á, chúc mừng em. Dạ đúng rồi, ai cũng nói gì hết. Đi đường rừng hả? Không anh, em vẫn đi đường máy bay. Nhưng mà khiếp lắm anh ơi, tốt nhất là mọi người chưa có từng đi thì cũng đừng nên đi. Nếu mà cái số của mình rồi, nếu mà làm giàu á, biết khôn khéo ở đâu có làm giàu hết trơn. Còn nếu mà nghe các bạn em thấy nha, nhầm đứa à, có 50 đồng bạc không có trong người anh. 50 là bao nhiêu? 180.000, 170.000 tiền Việt Nam thôi, mà không có trong người phải đi hỏi mượn đứa này hỏi mượn đứa kia đó. Có 50 đồng bạc mà vẫn phải đi hỏi mượn. Em biết đó, thật sự mà nói á, anh nói bằng cái tâm của anh thương những cái trường hợp mà làm mai làm mối này kia đó, vì á là vì cái việc đó là muốn báo hiếu cho gia đình. Cái việc là cứ nghĩ là mình đi vậy là mong muốn là đổi đời để về giúp cha mẹ. Thương những cái cô gái đó, thật sự anh thấy thấy thương. Trước đây, cách đây cả chục năm này kia, chục năm, mười mấy năm về trước là có cái tình cảnh này rất là nhiều. Cứ nghĩ rằng là thôi mình lấy chồng Đài Loan đi hay mình lấy Trung Quốc đi, đại khái là nghe người ta nói là lấy rồi sẽ sướng rồi sẽ đổi đời này kia, thật sự mà nói vậy. Mà cứ nghĩ trong lòng là cứ muốn vậy để mà giúp cha mẹ, chứ không phải là nghĩ cho bản thân, cứ đánh đổi với cái cuộc đời. Cuối cùng cũng có nhiều trường hợp là Những tin đồn á anh, tin đồn như em muốn làm mai, cái em đồn ôi chùa cuộc sống tao sướng lắm, lương mặn tháng nhiêu nhiêu gì đó, nhưng mà khi em gả một đứa đi là em ăn có ăn tiền vậy đó mà em.
tốt nhất là ở Việt Nam đi, tự Đúng lập đi. rồi. Nói chung á, ví dụ chẳng hạn đây anh nói ví dụ này là chẳng hạn các nước khác mà có quyền công dân này kia, cụ thể người đó bảo lãnh cưới hỏi này kia đàng hoàng thì ok, những cái việc đó thì mình không có nói. Nhưng mà đặc biệt mà nói là ở Trung Quốc mà theo cái kiểu mà nó vô chừng, nữa không phải là dạng ấy mà cứ nghe đồn thổi này kia không à, thì thật sự mà nói là sẽ rơi vào những cái tình trạng là kim cô vượng hú, muốn về về không được. Nhiều lắm anh ơi, nhiều dữ lắm. Mình em biết xung quanh em thí dụ 20 người chắc tầm 2 người là hạnh phúc đó, còn 18 người kia là nó khổ lắm. Có anh có biết không, có những người á, nhà ở trong quê trồng gì ăn đó, trồng rau ăn rau, chỉ là ăn cháo, thời này mà còn ăn cháo trắng như rau xào, cháo độn khoai lang, trồng khoai lang, nó lấy khoai lang nấu với cháo, cháo độn khoai lang nấu xong rồi bắt đầu xào rau ăn. Nói chung là ăn như vậy thì nó cũng tốt, tốt cho sức khỏe thật sự, nhưng mà mình nghe cái mình thấy nó khiếp khiếp sao. Thật sự mà nói là nó cái điều kiện thiếu thốn, Có những người điều kiện thiếu thốn thật sự luôn. điều kiện thiếu thốn. Thì còn cái việc mà ăn á, thì thật sự mà nói là em thấy đó, người ta ăn chay người ta cũng sống vậy, đâu có chết đâu. Nhưng mà có một cái là cái đó nó phản ảnh lên cái sự thiếu thốn, không có để mà trang trải thôi, chứ còn ăn thì đâu có ăn đâu có chết đâu. Bây giờ ví dụ như là nói như anh vừa nói đó, thầy chùa người ta ăn chay không cả cuộc đời người ta cũng đâu có chết đâu. Không, cái này mình nói lên sự thiếu thốn chứ không phải là nói sao. Ăn thì nó nghĩ rất tốt, anh ăn cháo như khoai lang nó cũng tốt, ăn rau nó cũng tốt đi, nhưng mà người ta cái đó là người ta hà tiện, người ta cần kiệm đó, người ta không có bằng vô tiền người ta ăn gì đó. Có nghĩa là gọi là không được cái gì, điều kiện cũng không có, giúp đỡ gia đình cũng không, cuộc sống cho cá nhân mình cũng không không luôn, vui cũng chẳng thấy vui, sướng cũng chẳng thấy sướng, coi như xong cuộc đời. Đúng rồi, đây là chính thức nhỏ bạn của em ở Sóc Trăng, hiện giờ vẫn còn ở bển, nhà được 2 đứa con gái, khổ lắm. Con nhỏ này quê Sóc Trăng, Tội nghiệp. bằng tuổi em, có 2 đứa con gái, gái là chồng tôi nói nghèo, ôi là nghèo, nghèo khiếp, nghèo dữ lắm, nghèo luôn, phải nói là nghèo dữ lắm, nghèo luôn. Thôi, rồi em về được là may rồi. Chúc mừng em ha. Rồi Đúng rồi. bây giờ thế này, về cái việc tìm người đó thì cũng hy vọng là trong cộng đồng người ta biết được cái tin này. Thì đương nhiên là nếu ví dụ như mà xác nhận được gia đình thì em liên lạc được với chị đúng không? Em liên lạc được với chị Ngân đúng Được. không? Còn có chị ấy còn vẫn còn nói chuyện với chị đâu, hỏi giùm em là có tìm được không mà mình không biết trả lời. Cái này là hình như là chị chia sẻ với em hồi tháng 4, tháng 3 năm rồi gì đó, mà mình vẫn đi hỏi mà không tìm gặp, tại thông tin của chị ít quá. Không phải. Thông tin của chị vậy là cũng không phải là ít, chị đã nhớ được tên của những người trong gia đình mà cha là tên Tâm hoặc là Trần, Tần hoặc là Trần, mẹ là tên Hoa hoặc là Hòa, có người anh tên là Ánh, rồi tên Tuyền, chị tên Chị Ánh, tên anh. Ánh hay Anh Anh gì đó, ừ, rồi có người em tên Tuyền nữa phải không ta, Tuyền là Tuyền hay là Tuyên? không? Ừ, đó, Tuyên. thì em thấy đó, cái này là thông tin cũng không phải là ít nữa. Rồi quê của chị là ở Hải Phòng, mà ở đó có làm thuốc thuốc lào, thuốc rê này cái nhiều. Đúng rồi. Thì tin vậy là quá quá rõ rồi. Chị nói là ở quê chị sinh sống một nghề đó đó. Cậu cũng làm, cậu giàu lắm. Thì em biết một cái vấn đề ở đây đó là vấn đề ở cái chỗ là cá nhân em thì em không có thể nào đi ra ngoài đó mà đi tìm từng nhà, đi đi nói từng nhà được. Thì bây giờ em đã lên tiếng như vậy đó, thì anh nghĩ là đó cũng là một cái khao khát, cái niềm 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 mong muốn của chị. Thì anh rất hoan nghênh về cái việc này. Em mong lắm anh ơi, em rất mong tìm lại cho người thân cho chị, tại vì em nghĩ chị đi hồi lúc 9 tuổi, mà bây giờ em nghĩ là cái người em trai của chị tầm 41 tuổi thôi, tầm 41 thôi. Em nghĩ là mọi người biết chị còn sống là sẽ như thế nào anh, khi mình cũng
Và mình cũng có mẹ, mình hiểu cảm giác đó. Thì đó, trời ơi, em biết mà người nhà mà có nghe được tin này chắc vui lắm á. Chứ con Nhưng mình mà bị vậy mà trông ngóng biết bao nhiêu năm trời. cái câu chuyện này là chính chị kể với em, và em đã đi kể đi với mọi người, kêu mọi người tìm giùm đó, tìm giúp đó. Mà mỗi lần kể là cứ cảm động, cứ cứ nổi óc da gà lên, cứ mình cứ mong tìm được người thân cho chị dữ lắm luôn. Mình còn mong tìm được người thân cho chị, em nghĩ là chắc hơn chị đó mong luôn, tại vì chị vô vọng rồi anh. Đúng rồi. Chị tìm, chị nhờ mọi người tìm nhiều mà vô vọng, mà tìm không gặp nữa. Mà em thấy đó, để thoát ra ở cái khu vực đó đâu có phải ai cũng ra được đâu. Đúng rồi, Thì mà người ta buông con không được, người ta chấp nhận. thứ nhất là buông con không được, thứ hai nữa là ở cái chỗ là như em nói với anh hồi nãy đó, là nó gặp được một đứa nào mà trốn là nó kêu cả đám lại, nó tụi bay coi đó, trốn là cái kết cục, cái kết cục như vậy 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 đó. Rồi cho nên là cái việc đó thì đâu có ai mà dám thoát ra được đâu. Khổ lắm, may cái thời bây giờ nó còn đỡ đỡ nha, thời bây giờ nó chỉ không cho tiền xài thôi, nó không cho mình có sống không. Cái này là em nói chỉ một sung sướng thì cũng có, thí dụ sung sướng tầm 20-30% thôi, mình nói gì, còn còn 70% ở đây thì theo em thấy, em bạn bè em chơi tầm 20 người, tầm 2 người là được cuộc sống ok thôi, còn như mười mấy người này thấy cứ quắc luôn vậy. Đúng rồi, đúng, coi như xong cả cuộc đời thì tội nghiệp. Ở nhà cha mẹ thì được cha mẹ chiều chuộng, được cha mẹ cho ăn học, rồi cho được tự do giao thiệp, rồi bằng tiếng của mình hết, rồi bằng văn hóa của mình hết, rồi đi qua đó thì coi như mất tự do toàn hoàn toàn luôn. Đúng rồi, chim lòng cá chậu đó anh, cho dù anh sống trong cái chậu vàng đi chăng nữa thì anh cũng như con chim đó thôi, thì mình cũng như con chim trong cái chậu vàng đó thôi, không Đúng rồi. thoát được cái, không sử dụng được cái chậu vàng, không sử dụng được cái lòng vàng đó đâu. Đúng đúng rồi, nói như em đúng. Có nghĩa là nó chỉ là con chim nhốt ở trong cái lồng vàng thôi chứ còn tự do không có. Dạ anh cũng đâu có lấy cái lòng vàng anh cho gia đình anh được đâu. Chính xác. Chính xác. Hoàn toàn là phụ thuộc đúng không em? Hoàn toàn phụ thuộc. Phụ thuộc, thí dụ mình muốn về Việt Nam không à, mình nói với nó phải xin, nó cho mình mới được về, nó không cho năm sau mới được về, mà năm sau nó không cho, nó năm tới. Mà mình muốn cho cha mẹ mình dăm ít tiền gì đó, mình phải hỏi xin nó, nếu mà mình không lao động được mình phải hỏi xin, mà nó cho thì nó cho, nó không cho thì nó không cho. Mình ở đây mình có thể lao động mà anh, mình người Việt Nam phải lao động mà, mình có thể giúp cha giúp mẹ mình cũng, nó cũng cũng được, nếu mà mình một người con có hiếu thì em nghĩ là nó không đến nỗi nào đâu. Ok em, rồi câu chuyện của em thì anh đã ghi nhận được và anh cũng rất là hoan nghênh và cảm ơn em nha. Cảm ơn em đã giúp chị về cái điều này. Thì anh cũng hy vọng là sau khi cập nhật lên đó, thì là người nhà của chị sẽ nghe được. Thì hy vọng là sẽ có duyên để nghe được cái câu chuyện này. Em ha. Em cảm ơn anh à. Em cũng rất mong tìm người thân cho chị ngăn luôn á, mặc nhiều khi ban đêm buổi tối mà em phải khao khát luôn anh, nhiều khi em phải đăng lên đó, à, ngày 16 tháng 12 năm 2022, à, đây là lần thứ mấy tôi đăng lên Facebook vậy, tôi rất mong là gia đình tìm được, thì em cứ 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 đăng lên suốt, tôi rất mong, tôi rất mong vậy đó. À, cho anh hỏi nữa là chị Ngân đó là ở tỉnh nào của bên Trung Quốc? Và tỉnh Phúc Kiến, Tiền Châu, Tiền Châu Phúc Kiến, An Khê đi, An Khê, Tiền Châu, Phúc Kiến. An Khê chắc là huyện quá ha. À, An Khê, huyện tỉnh Phúc Kiến, huyện Tiền Châu. Cái này xảo quá, nó xảo cũng Anh ở đó luôn. hỏi thì anh hỏi để gọi là em đọc cái địa danh vậy thôi chứ anh cũng không có biết cái khu vực đó đâu, anh không có biết khu... mà mình có biết làm chi, mình dám đi bên đó đâu biết. À, nói chung là nhiều người lắm anh ơi, nhiều người bị bắt khiếp lắm. Ok em nha, rồi chúc em sức khỏe ha, có gì rồi anh báo cho em hay. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chào em, bye bye em. Bye bye.